Rồi, ghế phía trước rồi, bên trái. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Dạ, chào anh. À, mời anh giới thiệu trước về thông tin cá nhân của anh ạ. Rồi, chào chương trình, chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Mình tên là Huỳnh Thái Xanh, quê quán ở Bình Định. Dạ. Nghề nghiệp mình là lái xe, năm nay mình 45 tuổi. Là sinh năm bao nhiêu anh? Năm 1975. Hiện tại ở Bình Định luôn? Đang ở Bình Định. Anh làm lái xe là lái xe gì anh? Mình chạy xe khách từ Bình Định đến thành phố Hồ Chí Minh. Và bao lâu thì đi một chuyến như vậy? 2 ngày 1 chuyến. 2 ngày đi 1 chuyến, mấy tiếng anh? 12 tiếng. Cứ một ngày chạy, một ngày mình nghỉ, ngày chạy, ngày nghỉ. Ngày chạy, ngày nghỉ. Còn em thì mình ở đâu? Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào bạn nam bên đó. Em tên Thùy Trang và em sinh năm 82. Em làm tóc ở Đồng Nai. Hiện tại là Đồng Nai khúc nào em? Dạ, ở ngay vòng xoay Tam Hiệp ạ. Bây giờ trước tiên là về khoảng cách địa lý rồi về công việc. Em làm tóc thì là cũng mình tự do đúng không? Dạ. Thời gian mình cũng sắp xếp được. Làm dạ. Nghề này lâu chưa? Dạ, em làm từ thời con gái rồi chị. Hồi xưa em biết chị không? Chị cũng làm ở Biên Hòa, chị cũng có tiệm tóc ở Biên Hòa. Thế, chị cũng mở tiệm ở chỗ Cầu Gình á. Dạ. Hay lên Tam Hiệp chơi. Bây giờ địa lý khoảng cách nó xa như vậy rồi, đặc thù công việc của anh như vậy thì anh có ngại gì không? Mà đi xe có chạy ngang đó không? Nói chung ngày nào cũng đi qua lại. Ngày nào cũng qua lại. Qua lại thôi chứ không có cơ hội dừng lại. Chưa có cơ hội dừng lại, dừng lại chứ qua là khoáng thôi. Dạ, thế bây giờ anh nghĩ nếu mà hẹn hò với cái mối lương duyên này thì anh định như thế nào? Không có gì khó khăn cả. Không có gì khó khăn. Xếp xếp theo công việc hay là tạo điều kiện nơi nào đó làm ăn được. Dạ. Không có gì hết. Thế là điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của mình là sống cũng hồ bác, hòa đồng cho dễ. Hơi gân cái chứ là hơi nóng tính chút xíu. Rồi tài xế lái xe mà hơi nóng tính sao được, phải rất đầm tính mới được. Nhưng mà mình làm cho hoạt động thì với khách quan thì mình không bao giờ. Anh là lái chính luôn hay là sao? Lái chính. Là mình đi về đi xa phải có phụ lái chứ hả? Không, thì có hai tài. Có hai tài. Đúng rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu là dễ tin người, hay khóc, nói thẳng lắm, nói thật. Chị hỏi thiệt là bây giờ thấy cái hoàn cảnh và công việc của bạn trai nó cũng hơi xa mà công việc thì có vẻ cũng hơi bận rộn như vậy thì em có suy nghĩ gì không? Để coi sắp xếp thời gian của ảnh coi như thế nào. Nói chung là điều kiện thì đi xe nhưng mà mình chạy ban đêm, còn ban ngày thì cũng có một ngày ở Sài Gòn là một ngày ở Bình Định. Thời gian nếu mà sắp xếp bạn gái có rảnh thì mình cũng đến thêm. Trời ơi, anh đi vậy rồi sức khỏe đâu, anh chạy xe ban ngày ở Sài Gòn anh phải ngủ nghỉ chứ. Chẳng lẽ ban ngày Sài Gòn anh chạy xuống dưới Tam Hiệp? Tối đó mình chạy mình cũng vẫn ngủ được 4 tiếng rồi. Thôi thì nếu mà có tình động lực tình yêu thì cố gắng ha, rồi từ từ sắp xếp thương lượng chứ giờ cũng chị cũng đâu biết nói như thế nào. Anh chạy công việc được 10 mấy năm là một công việc rất là ổn định rồi. Nhưng nói chung là công việc thì mình cũng ổn định, nhưng nếu mà đến với nhau thì bạn gái có chịu về Bình Định ở không? Dạ để coi chưa tính. Chưa gì hết, hỏi câu đó khó trả lời quá. Phải khó coi trả lời à? Dạ phải coi coi tình yêu nó đủ lớn hay không, phải nhìn mặt có cảm xúc hay không nữa đúng không ạ? Rồi về tình trường thì sao? Ngồi tình trường thì mình đã ly hôn lấy vợ một lần. Dạ. Rồi ly hôn đây 4 năm rồi. Anh có mấy cháu rồi ạ? Chưa có cháu nào. Hồi đó nói chung là bà xã mình về một năm sau thì cũng có con nhưng mà bị hư thai á, bị trục trặc không sinh được nữa. Dạ, nhưng mà lấy nhau được mấy năm ạ? Gần 16, 17 năm rồi. Thế tại sao được tới 16, 17 năm mà chia tay ạ? Thì nói chung là mình nghĩ là duyên nợ chắc nó còn hết. Mình không có con. Thế là có phải vì không có con được nữa không? Đúng rồi, thì nói chung là đúng cái chuyện đó. Rồi, thế còn em thì sao ạ? Em có một bé trai. Em với ông xã em cũng đã không sống với nhau, đã ly dị được 2 năm nay rồi. Tại giờ bé thì đang ở với em thì cuộc sống hai mẹ con nương tựa với nhau cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng không có hợp. Lại con nó còn nhỏ quá, lại cuộc sống hai mẹ con cũng còn đang để mà lo cho cháu nó ăn học. Giờ mình ở được bao lâu ạ? Dạ được 7 năm ạ. Rồi lý do sao chia tay? Vợ chồng không có lắng nghe, rồi những cái mà bất đồng quan điểm. Rồi bây giờ là chị với anh còn liên lạc với nhau không? Dạ bé thì đi học, thỉnh thoảng đi xuống để thăm bé. Ở gần đó không chị? Thành phố Biên Hòa khoảng 10 cây á. Rồi bây giờ anh đã có gia đình mới chưa? Dạ chưa. Hiện tại là anh đang sống với ai? Đang sống ở với mẹ. Nói chung mẹ cũng già rồi, cũng có lập bạch, không có làm gì được nhiều. Thì mình hai mẹ con cứ hủ hỉ với nhau vậy mà. Nói chung mình cũng đi luôn ngoài đường, ít về nhà lắm. Rồi em hiểu hoàn cảnh hai của mình cũng tương đối là giống nhau như vậy ha. Anh muốn tìm một người như thế nào ạ? Muốn tìm một người mẫu gì gia đình, biết thương yêu gia đình, sống thuận hòa giữa cha mẹ, cứ trên giường dưới. Dạ. Về ngoại hình anh có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì mẫu hình giống như Cát Tường là đủ rồi. Trời ơi, giống em mà đủ rồi, giống em là kiếm không ra đâu anh. Khi mà nghe hoàn cảnh của bạn gái bên này thì cũng có một con riêng đang sống như vậy thì anh có suy nghĩ gì, anh có ngại không? Không có gì phải ngại.
Em nghe nói tài xế này có nhiều bồ lắm, có đúng vậy không? Cũng tùy theo người thôi. Đâu phải ai cũng nhiều bồ hết. Đôi khi không có duyên là sao có được. Thế còn mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Vui vẻ, biết hòa đồng, trên dưới biết gia đình hai bên. Dễ à, cũng không có gì gọi là cầu kỳ. Có ngoại hình có yêu cầu tiêu chuẩn gì không? Cao, thấp, mập, ốm hay là có những cái yêu cầu không có thích gì ở người bạn trai nào không? Cao cũng vừa thôi, cũng đừng có mập quá, đừng có ốm quá. Tóc ở trên nó cũng hơi có chứ đừng có ít quá. Rồi đây em kiếm thử coi có anh nào vừa mắt hay không. Chị nhìn vậy chị còn chưa tìm thấy đó, cho anh chọn năm cô tiên đó, anh chọn đi. Chị cứ thường chọn giùm em đi. Không, em chọn không có được, của anh tự chọn đi. Anh này, ủa tại sao chọn anh đó, có lý do gì không? Em chỉ đoán như vậy. Anh đoán dựa trên cái cơ sở nào? Cái gì? Giọng nói? Em nghĩ cũng tầm tầm với lại chuẩn chuẩn giọng nói vậy thôi. Dạ. Chờ kết quả sổ số. Mình nghĩ là áo xanh. Áo xanh. Rồi, bây giờ xin mời hai anh chị chúng ta sẽ nhìn qua cánh cửa trái tim này để xem là cái sự phỏng đoán của mình ngày hôm nay có đúng hay không nha. Dạ, anh chị trao đổi với nhau đi à, chứ em cũng không biết phải cô áo xanh nữa không vậy? Em phải cô áo xanh không em? Dạ, em áo xanh đúng rồi. Xanh hả? Dạ. Không có gì. Chúc mừng anh. Anh là áo cam rồi. Anh là áo cam đúng không ạ? À? Áo đỏ, đỏ đô à. Đúng rồi. Dạ. Mình sai rồi ha. Sai chắc bị phạt quá à. Anh nhìn anh gọn quá. Anh gọn quá hả? Dạ. Ờ, trong cái hình này có vẻ hơi có bụng chút xíu đúng không? Dạ. Hồi đó cách đây 2 năm thì mình cỡ ký đó. À. Nhưng mà hôm nay mình hơi giữa ký rồi. Dạ. Tặng quà đi anh. Tặng qua đây luôn. Lần đầu tiên gặp em không có gì. Anh có bộ hoa tặng em. Em cảm ơn anh nhiều. Vậy là đây là cuốn sách con thấy em có ý nghĩa tặng em. Dạ, em cảm ơn món quà của anh. Em cũng lần đầu tiên có món quà nhỏ bé để tặng cho anh. Cảm ơn em. Có suy nghĩ như thế nào, cảm xúc như thế nào? Thấy bạn gái bên kia cũng xinh. Có đủ động lực để mình kết nối chưa? Hơi chút rung động. Có nhận xét gì về anh này không? Tài xế mà đẹp trai quá. Láng lẫy quá ha. Dạ. Cảm ơn em, bữa nay lần cái lần đầu tiên em khen. À, nhiều khi tao bữa nay tao tới hẹn hò tao mới dậy. Dạ. Đúng không? Hẹn hò mấy mặc đồ đi thế vậy thôi chứ còn bình thường không có nhìn như vậy đâu. Dạ. Thôi mai mốt cứ mình có bạn gái mình phải luôn luôn phát huy như vậy đi. Bây giờ Tường sẽ để dành cho anh chị một không gian riêng để hai anh chị có thể tìm hiểu nhau một chút xíu. Rồi Tường sẽ quay trở lại ha. Bây giờ mời hai anh chị thưởng thức. Wow, rất là nhiều món ha. Bánh khọt, bánh tôm Tây Hồ, bánh xèo và bánh ngọt với trái cây nữa. Bánh xèo vàng giòn đi cùng với các loại rau. Và bánh khọt thì có nhân cốt dừa, rất là béo ha. Bánh tôm giòn, Tây Hồ thì giòn rụm cùng với những cái nước chấm chua ngọt rất là hấp dẫn. Mời anh chị cùng thưởng thức và trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay cảm lại. Mời anh chị tự nhiên. Dạ, cảm ơn. Anh mời em dùng. Dạ, em mời anh. Em lần đầu tiên gặp mà em thấy anh là sao? Em thấy anh như thế nào? Cũng trẻ. Trẻ hả? Dạ. Em sinh năm 82 à? Dạ, anh sanh nhà anh đông anh chị em không anh? Nhà mình có 6 anh chị em. Dạ, anh là... Mình là thứ 6. À, anh là thứ 6. Hai đứa em gái. Anh ở ngoài Bình Định đó, anh ở khúc nào vậy anh? Ở Phù Cát, Bình Định. Dạ. Mời em dùng... Em có ra Bình Định lần nào chưa? Em có ra một lần rồi. Em đi hàng mặt tử ở chỗ với lại cửa lò. Cửa lò là ở... Bạn em ở ngoài đó. Cửa lò là Nghệ An hả? Không, ở ngoài Bình Định luôn á anh. Ờ, à, đúng rồi. Dạ. Có những dịp nào đó thì nếu mà được thì anh sẽ mời em ra Bình Định thêm quăng những chỗ dạ. Nơi khác nữa. Rồi anh vô đây rồi khoảng một ngày, rồi qua ngày sau rồi anh lại ra ngoài chạy xe ngược ra ngoài đó nữa. Ví dụ như sáng này, sáng 4 giờ, cỡ 4-5 giờ thì anh tới bến xe. Dạ, 4-5 giờ sáng. Ờ, chiều dạ. 4 giờ anh ra lại. Dạ. Em ví dụ nếu như anh vào đây anh sống, anh lập nghiệp, có suy nghĩ như thế nào? Công việc làm ăn thì giờ mình còn trẻ hơn tuổi, còn làm ăn được. Dạ. Nếu mà công việc tạo điều kiện ở bên nào làm ăn cảm thấy phù hợp. Dạ, vậy anh có thể vào đây lập nghiệp được. Ừ. Ra ngoài đó làm ăn tạo được kiện, anh tạo điều kiện cho em làm ăn hay là mở tiệm làm tóc gì đó. Em làm được, em có lý mình để sống không? Dạ. Bây giờ còn mình mẹ thì anh làm luôn ở mẹ ở chung với anh luôn. Dạ. Mẹ nên anh đây cũng 75 tuổi rồi. Mẹ anh ở nhà nội trợ. Ờ, điều kiện người đó thì cũng không có gì khó khăn lắm. Em ở đó thì em ở đang ở với ai? Hai mẹ con em ở thôi.
Ở nhà riêng hả? Dạ, ở đó em muốn mặt bằng ở tầng nhà của mẹ em. Nếu mà có điều kiện quen nhau thì ở đây thì anh, nhưng mà anh xin đi xe vào đây. Thì nói chung là ra ngoài đó thì nếu tôi sắp lịch thì anh sẽ ra được. Tạo điều kiện mình gặp nhau thì nếu mà thời gian em rảnh. Anh có gặp là chỉ có đi xe rồi vô trong đây gặp em thôi đúng không ạ? Thì nếu mà có nhân dịp nào đó hay là nọ thì anh đi vô này ở lại thì cũng chơi hay là công việc gì đó cũng bình thường. Anh làm như vậy thì có sắp xếp thời gian giống như là ngày nghỉ của mình một tháng có một ngày, hai ngày hay là xuống ca hay như thế nào không? Nói chung là công ty đây là công ty tư nhân cho nên mình sắp xếp, mình báo trước người ta là mình nghỉ được hết. Người ta sắp xếp tài chạy được hết, không sao hết. Dạ, anh có hỏi gì em đúng không? Và gì đó cũng được rồi, có nhân dịp nào thì mình nói trao đổi thêm hơn nữa, nhiều hơn. Nếu mà trong đi ra lại qua vòng xoay chưa? Ngay chỗ vòng xoay á, là từ ở chỗ em ở là đi ra vòng xoay khoảng 2 phút là tới. Nãy giờ ra ngoài suy nghĩ hoài luôn, có anh chị hẹn hò sao nè, nãy giờ mình có thống nhất được cái ngày hẹn nào, buổi hẹn nào chưa anh? Thời gian hẹn là rất ok, không có gì. Anh hẹn sao đâu, anh thiết lập buổi hẹn em nghe thử coi nó có hấp dẫn không nè. Thì mình nếu mà mình đã được hẹn hò với nhau rồi, quen đã tìm hiểu với nhau thì bạn gái ok, giờ đánh nào thì mình có ở trong này thì mình đi thôi, không sao. Là anh sẽ từ thành phố anh chạy xuống dưới Tam Hiệp. Đúng rồi, tại vì xe mà chạy ngang đó mà, có gì mình rớt xuống ở đó không được, không sao. Trời ơi, xe chạy ngang đó gì rớt. Mình dừng tới đó thôi, không có hồi gì. Nãy giờ anh chị có bàn gì về hôn nhân, về gia đình, quan điểm về gia đình chưa? Thế như anh là anh chưa có con, chắc là anh vẫn mong muốn có một đứa con đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thì nếu mà được với nhau thì mình cũng muốn có một đứa con để cho nó xây dựng hạnh phúc. Thế còn em thì nghĩ sao về chuyện sinh thêm con nữa? Em cũng vẫn có cái quan điểm là muốn sanh một bé nữa. Em có một cái ý nhỏ em hỏi. Em hỏi đi. Nếu anh chạy xe như thế này mà anh có cái suy nghĩ là anh phải đổi công việc khác hoặc là làm cái nào đó nó ổn định, tự vì theo như tài xế thì chỉ có độ khoảng 55 hay là dưới là mình không chạy nữa. Mình cũng muốn thay đổi công việc lắm, cũng không chạy xe đâu có phải là chạy hoài được. Dạ đúng rồi. Lớn tuổi rồi thì mình không chạy được nữa. Thứ nhất là đường xa, còn thứ hai thì mình cũng có dự tính, ví dụ như sau ít năm nữa mình không chạy thì mình cũng, nếu mà không có việc gì khác ổn định thì mình mua một chiếc xe chạy taxi gần gần đó, hoạt động đám cưới dịch vụ. Nó cũng là liên quan đến công việc lái xe, vì ảnh mười mấy năm nay ảnh chỉ có lái xe thôi, hiện tại là mới nghĩ như đó thôi. Còn em có cái hướng gì em khai phá, em khai sáng lên thì em hỗ trợ cho ảnh. Nếu mà có em có hướng gì hỗ trợ tốt thì anh ok. Lái xe là nghĩ cũng được, không sao hết. Dạ. Rồi cứ tiếp vậy đi, mình phải tìm hiểu cho nó thoải mái, thẳng thắn đi. Nhưng mà em làm tóc thì em tốt nhất cũng sắm một chiếc xe bằng có taxi, mình chạy hoạt động dịch vụ của dâu luôn. Cũng tốt mà. Công việc của anh hiện tại bây giờ không ít thì nhiều, anh có thể lo cho mẹ con em hay không? Thì mình đã thật sự với nhau rồi thì cái chuyện giúp đỡ với nhau là chuyện bình thường thôi, không có gì. Tài chánh hiện bây giờ là anh hay là mẹ anh để là, mà là người quản lý. Dạ. Tài chánh anh hiện giờ anh làm thì anh giữ với mẹ anh không biết gì. Nhưng mà đàn ông không có vợ thì anh có giữ được tiền không? Anh có quản lý được tiền, anh có vốn không? Có chứ. Anh có tích lũy để tích lũy phần riêng của mình chứ không làm chẳng lẽ mình làm đồng nào mình tiêu đồng nấy rồi sau này già lấy gì mà dưỡng, đúng không? Hôm nay thì đến tham gia chương trình thì cùng với hai bên, hai anh chị đây thì còn có chị gái của anh đi theo. Thì em xin mời chị vào đây, em muốn hỏi ý kiến của chị chút xíu nha. Được. Dạ em mời chị ạ. Dạ vào đây đi chị. Dạ dạ. Chào các cường. Dạ trời ơi chị mặc phúc hậu quá. Thế nãy giờ chị ngồi chị có nghe câu chuyện của hai anh chị này không ạ? Cũng có nghe mà hai em với bạn gái nói nhỏ quá. Nói nhỏ quá. Thì chị thấy cặp đôi hôm nay như thế nào? Theo chị nhìn, cái nhìn lần đầu thì thấy bạn gái dễ thương, hiền từ. Dạ. Dáng dấp đồ nói chung cũng xứng với em của chị. Dạ. Thế em hỏi thiệt chị là thế trong gia đình mình là mình đang mong muốn điều gì cho anh đây? Thì em nó thì cũng một lần kết hôn rồi, đổ vỡ. Thì giờ chị cũng muốn nửa đời còn lại, quãng đời còn lại em nó cũng tìm được chút hạnh phúc. Dạ. Yeah. Cho nó có cái cuộc sống nửa đời còn lại chơi nó vui vẻ trong gia đình. Dạ. Yeah. Thế anh chị có hay, chị ở nhà mình với mấy anh chị khác thì có hay đôn đốc ảnh hay là có hối thúc, có... Thì cũng muốn cho em nó có chứ, có tìm được chút vợ để cho nó vui hữu hỷ bên nhau. Tới tới em nó có sống không mình ơn cũng tội nghiệp.
thì thấy mọi thứ thì em thấy về cái tổng quan bên ngoài thì cũng ok, nhưng cái vấn đề đang khó khăn của hai anh chị ở đây là về cái khoảng cách hơi xa. Và cái công việc của anh thì cũng đi suốt ngoài như vậy, thì nhưng mà có vợ có con nó ổn định thì phụ nữ thường người ta cũng ngại, người ta không muốn chồng mình đi hoài với lại lái xe đường xa thì nó cũng không cũng có gì đâu. Vậy cái nghề tài xế bây giờ nó cũng khổ tâm rồi. Dạ. Chung là từng Bình Định vô thành phố rồi cái quay trở ra cũng có gì đâu. Dạ. Cũng có gì đáng ngại đâu. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Rồi em sẽ cố gắng mai mối cho cặp đôi này. Cảm ơn chị. Đó là ý kiến của phía gia đình ha. Rồi bây giờ trong thời gian để anh chị suy nghĩ thêm thì mình chơi một trò chơi nho nhỏ ha, để anh chị hiểu nhau nhiều hơn. Mời chị bóc một lá trước. Mời Trang bóc lá trước. Rồi mình đọc lớn yêu cầu trong đó đi ạ. Bạn hãy chọn thực hiện một trong hai điều sau. Thục dầu 10 cái, xin phép hôn lên má đối phương. Anh nghe không ạ? Có hai trường hợp để anh làm. Thục dầu cho chứng tỏ là sức khỏe tài xế đi. Tài xế ngồi hoài vô cái nhà yếu. Tài xế là em suốt ngày là cứ ngồi trên ghế không à. Nó yếu chân lắm anh. Yếu lắm. Chân lắm. Thích dầu 10 cái cho tôi thấy mình khỏe. À thục dầu đi anh. Mình có cần kéo chân không? Trời ơi, chắc chân ha, ghê, tùy anh à, anh muốn lựa dữ quá. Muốn lựa dữ quá. 1 2 Cái này chưa 3, có kéo chân kia nha. 4 5 Giúp ảnh thôi cho báo quyết nó lưu thông. 7 8 9 Đỏ mặt rồi, đỏ mặt rồi. 10 Máu tốt, máu ô hả anh? Máu ô. Máu ô hả? Rồi, cảm ơn, mời anh à. Được chưa em? Dạ, sức được. Khỏe ổn định không? Khỏe. Khỏe ha. Rồi, mời anh. Bạn chú ý điểm gì về ngoại hình của đối phương trong lần gặp lần đầu tiên? Nói thiệt lòng nha. Thật lòng nha, đừng dối lòng nha. Là em á. Bây giờ em tới em hồi nãy người ta thuộc em đó. Em bốc người ta thuộc dầu rồi, bây giờ người ta bốc là em. Dạ anh hả? Em đó. Nhìn ngoại hình của anh thì em thấy chuẩn, điềm đạm, thấy cũng chân thật. Em ấn tượng đó là em có xem nó vậy. Điểm nào đặc biệt nhất ở trong con người ảnh mà nó gây ấn tượng cho em nhất ở trong lần gặp đầu tiên? Sạch. Trời ơi, nhìn mà biết sạch luôn hả? Sạch. Nhưng mà biểu qua lại thấy bóng rồi. Ồ, bóng này rùi đậu vô là trời té luôn á. Cái sự mà phong độ đẹp trai trên thang điểm 10 thì em chấm ảnh mấy? Dạ, em chấm khoảng 8 hoặc 9. Trời ơi, em rộng tay quá. Rồi, chúc mừng em. Cảm ơn em đã có lời khen, cảm ơn em. Mời hai bạn, hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Chọn hay không chọn cũng là quyền của anh chị. Nha. Sau 3 tiếng đếm của các tường, nếu đồng ý hẹn hò thì anh chị bấm mạnh, nếu không đồng ý thì anh chị có quyền lấy tay ra. 1 Cái sự mà phong độ đẹp trai trên thang điểm 10 thì em chấm ảnh mấy? Dạ, em chấm khoảng 8 hoặc 9. Trời ơi, em rộng tay quá. Rồi, chúc mừng em. Cảm ơn em đã có lời khen, cảm ơn em. Nếu mà em có hướng gì hỗ trợ tốt thì anh ok. Lái xe là nghỉ cũng được, không sao hết. Dạ. 2 3 Hết thời gian. Sao anh bấm chậm vậy? Là mình hơi suy nghĩ chút xíu. Ơi, còn sao Trang không bấm? Em thật sự em xin lỗi. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Vì cái thứ nhất là anh ở xa. Với cái tìm hiểu thì nói thật sự em cũng không có tự vì công việc của anh. Mẹ con em cần là cần cái tình thương ấm áp. Vì em đã đổ vỡ vì cái không có tình thương ấm áp từ người chồng, người cha của con em. Và cái tình cảm mỗi khi mà em cần có một người đàn ông, em mệt mỏi và công việc của em cũng vậy nữa. Em cần có một người đàn ông ở bên cạnh em, dù bất cứ đi đâu em cũng rất là mong muốn có đôi có cặp. Người anh hiểu được em đó. Em nói vậy anh hiểu cho em. Em không chê anh một gì hết, nhưng em nói như vậy anh hiểu. À, thật sự thì Tường cũng rất là tiếc, nhưng mà Tường rất là đồng cảm với cái suy nghĩ của Trang. Với thời buổi công nghệ mà mình cũng có thể hỗ trợ, mình gọi điện, mình liên lạc thôi. Thì xin thay mặt cho chương trình, Tường cũng hy vọng rằng là hai anh chị cũng sẽ sớm tìm được một cái đối tượng nó phù hợp với mình về mọi thứ, về cái hoàn cảnh, để có thể cùng chia sẻ với anh chị trong cái cuộc sống. Thay mặt mà tắt đi coi bây. Rồi hello Thành ha, mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình gồm họ, tên, tuổi, rồi công việc, quê quán cũng như là nơi ở hiện tại của mình ha. Dạ, em tên Ngô Trí Thành, sinh năm 1990.
Hiện tại thì em đang ở Cần Thơ. Quê quán của em thì em là gốc Nghệ An. Rồi Thành đang làm công việc gì ở Cần Thơ? Dạ em đang làm thợ luyện kim ạ. Quê là Nghệ An nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ hay là em mới vào Cần Thơ? Dạ em lớn lên ở Cần Thơ. Em sinh ra ở miền Trung lớn. Là dạ, từ nhỏ là gia đình vào Cần Thơ sinh sống đúng không? Dạ đúng rồi, em vào từ năm 2000. Từ năm 2000 đến nay là hơn 20 năm rồi. Đúng rồi ạ. Rồi, nãy em nói là đang làm gì, thợ luyện kim hả? Thợ luyện kim ạ. Luyện kim là sắt vàng vàng bạc cái hả? Dạ, tức là em nấu sắt thép về sắt thép phế phẩm á. Em nấu lại thành thép xây dựng á. Gọi là sắt Nồi dựng. là đứng đứng nấu à? Dạ đúng rồi. Nóng không? Làm công việc này lâu chưa? À, em làm được 2 năm rồi, nói chung thì có máy móc nó làm hết, chủ yếu mình đứng ở xa thôi, mình vận hành. Ok. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thành? Em cũng điểm yếu hả? Chứ hình như là em cảm thấy mình chưa có trải nghiệm nhiều về tình cảm á. Với nên em cảm thấy chuyện tình cảm của em mà sau có nhiều trải nghiệm nó khá lận đận. Mấy mối tình rồi mà lận đận. Em ba mối tình chị ơi. Mấy ba hả? Dạ. Rồi ba mối tình rồi sao lận đận sao, kể chị nghe xem nào. Thì mối tình đầu tiên thì lúc đó thì em quen bạn gái thì lúc đó cô ấy 17 tuổi rồi. Ba mẹ thấy chưa đủ 18 không cho cưới vậy còn đường ai nấy đi thì cũng thôi bỏ qua. Lúc Mối em tình bao nhiêu cũng tuổi? lúc đấy là em hình như em mới 22 tuổi. Thế sau mối tình thứ hai thì nói chung là em bị tai nạn á. Thế rồi tụi em quen nhau cũng được 6 tháng. Em bị tai nạn mà lúc đó là em bị đứt dây thần kinh trụ tay á, rồi bác sĩ nói em tự hồi phục lại được. Mà lúc em ở bệnh viện thì bạn gái với mẹ của bạn gái tới bệnh viện thăm em rồi không có nói chia tay thì nó cũng cũng đau Nếu đớn. đây bác sĩ nói là khả năng không hồi phục được hả? Không, nói chung là bác sĩ nói cái kiểu là nói là bị đứt ruổi hết trơn rồi. Em nghe vậy thôi nhưng mà thật ra cái kết quả thì nó không có như vậy. Em hồi phải lâu rồi, em đi làm mấy năm nay rồi. Là đứt gân hả? À, không, đứt dây thần kinh trụ chị ơi. Đứt dây thần kinh trụ rồi, cái tay đấy em nó sao chị xem nào, cho chị xem được không? Thì À bị vậy gì? thì sẽ nó hơi lớn. Nhưng mà tức là trái gió trở trời thì nó mới đau thôi đúng không, còn bình thường thì nó không có đau đúng không? Không, nó đâu có đau gì đâu, bình thường chứ có gì đâu. Điều là có những cái mà nặng quá thì cái sức bền nó không bằng lúc trước nữa thôi, chứ nó cũng có dấu hiệu đau thì trái gió trở trời. Tức là mẹ mẹ bạn gái đến thăm mình nghe thế vậy là chia tay em trong bệnh viện luôn. Dạ đúng rồi. Em suy sụp mất bao lâu? Thì em cũng suy sụp mất khoảng 6 hay 7 tháng gì đó. Đến lúc mà em cảm thấy tay em khôi phục được khoảng 1 năm là em rời xa gia đình, em đi làm ở Sài Gòn. Sau rồi sau tới đợt Covid đợt 1 đó, các em bị Covid, các em về nhà, các em kẹt luôn. Các em chuyển công tác về Cần Thơ luôn tới giờ. À 6 tháng sau là lên gia đình lên Sài Gòn làm để cho khuây khỏa đúng không? Đúng rồi. Rồi dính dịch luôn. Dạ. Rồi. Đấy là mối tình thứ hai. Dạ mối tình thứ ba thì nó cũng cũng nói thiệt là em kể ra thì nó cũng hơi ngang trái. Em không biết là em không theo kịp thời đại hay sao mà em không hiểu được giới trẻ thời nay. Tức là em cũng có làm đám cưới với một bạn nữ sinh năm 2002. Tức là tụi em biết nhau qua làm mai nha, nhưng nhà bạn nữ á, tức là ở trong xóm em luôn, cách nhau có chừng chục bước chân là qua tới nhà ngoại bạn gái em rồi. Tụi em quen nhau làm mai á, rồi
trước đám Là đám cưới. cưới rồi hả? Dạ đúng rồi, đám cưới rồi, nhưng mà sau khi đám cưới xong á về ở với nhau được khoảng hơn tháng, cái em nhắc cái chuyện đi đăng ký kết hôn á, cái bạn gái nói với em vậy nè, khỏi đăng ký để mai mốt có gì bỏ cho dễ. Rồi bắt đầu rồi có những cái mâu thuẫn một cách vô cớ nó xảy ra. Thế rồi có những lúc mà em nói thiệt, cãi nhau mà ba mẹ em không ở gần á, lúc đó em đang ở chung với ba mẹ mà. Rồi ở chung thì ba mẹ em cũng khuyên quanh mãi bất lực, rồi mẹ em phải lén ghi âm lại những cái cuộc cãi vã vô cớ cái rồi nhiều lúc em nghe lại em cũng bây giờ em vẫn còn khá khá đau. Rồi sau thực ra thì nhà em thì có kinh doanh xưởng mộc, rồi em có để nhà trọ luôn. Thì gái có nói sau nhiều mâu thuẫn vô lý thì bạn gái nói là muốn ra ở riêng. Em cũng khuyên bạn gái là nói bây giờ mình muốn ra ở riêng đúng không, ra mình nói chuyện với ba mẹ đàng hoàng một tiếng. Cái bạn gái nói ba mẹ mày chứ đâu phải ba mẹ tao. Cái em cũng cắn răng chịu đựng, xong rồi em cũng ôm quần áo với bạn gái đi ra thuê phòng trọ ở 4 tháng ở Lúc ngoài đấy luôn. là làm đám cưới rồi đó hả? Đúng rồi, sau khi làm đám cưới rồi nó như vậy, nó mới ăn ngang trái chứ. Ngay xong sau khi ra nhà trọ ở ngoài thì ở xa gia đình á 4 tháng trời, thì nói chung là vẫn kiếm cớ một cách vô lý. Đỉnh điểm là những lúc mà cãi vã, bạn gái nó nói với em mà dù là đám cưới là vợ chồng đó, nói với em mà tao mày chưa đăng ký, mày đâu phải chồng tao, lúc đó chuyển ra ngoài nhà trọ rồi. Em nói thiệt, em tức em bỏ về nhà thôi chứ không biết làm sao bây giờ nữa. À, tức là bạn gái nhỏ hơn em 12 tuổi mà toàn xưng mày tao thôi hả? Dạ rồi bạn gái cũng đôi lúc bạn gái cũng nói nghe cái kiểu là tao mày chưa đăng ký đó, mày đâu phải chồng tao này nọ gì đó. Là như sống thử thôi đúng không? Dạ tức là em cũng rồi rồi nói quậy cho mày bỏ tao này nọ. Lúc đó thì em hiểu đám cưới xong mà em đâu có giữ tiền bạc làm vàng dòng làm gì, bạn gái giữ rồi cứ như Vậy là vậy cái cuộc hôn nhân đấy của em là chính thức là kéo dài được mấy tháng? mà. Tụi em từ lúc 6 tháng à, tức là ở chung với ba mẹ thì xảy ra mâu thuẫn, rồi ra nhà trọ thì cũng tiếp tục mâu thuẫn nữa. Nhưng mà Ở đi 6 tháng dạ mà chưa có con cái gì hết hả? đúng rồi, chưa có chị ơi, người ta không chịu đăng ký kết hôn sao có con được, người ta tính toán từ Rồi, ok. Vậy là cái cuộc tình đấy là cách đây bao lâu rồi? cách đây là tháng 9 năm ngoái chị ơi. Mà mới được có mấy tháng thôi hả? Dạ Rồi bây giờ tham gia chương trình thì vợ cũ có quậy nữa không? không chị ơi, người ta có người mới rồi, Có người mới là người yêu hay là lấy chồng rồi? em cũng không biết, em cũng không biết sao nữa. Em chỉ thấy là người ta có người mới rồi. Em có xuống hồi năm ngoái thì em có xuống gặp bố bố vợ em để nói chuyện, thì bố vợ em nè nói không biết gì hết, thì em cũng thua lúc, tức là em cũng gặp người lớn để nói chuyện đàng hoàng đó. Nói vậy thì tụi em chấm chấm dứt luôn rồi. Thấy người ta có người mới thì người ta hạnh phúc thì em cũng mừng người ta thôi chứ sao vậy. Ok. Rồi, em có năng khiếu tài lẻ gì không? Em thì điểm yếu tại em thì có thể ca hát được một chút nè, nhưng mà vô tính là Mời hát thử một đoạn nghe trời trời, chị làm đột xuất quá không có tâm trạng mà hát luôn á, đang đang đột nè. dốc. Thế là tụt dốc, phỏng vấn tham gia chương trình sắp đi kiếm bạn gái mà lại tụt dốc là sao? Không không nghĩ ra được, ở trong đầu không nghĩ ra được cái gì để hát luôn á. Bài tủ, nhạc tủ hay hát là thể loại nhạc gì? Nhạc trẻ chị ơi. Rồi, nhạc trẻ. Là một bài đại đi nào. Quên, nãy giờ đầu óc em lộn xộn quá, từ từ em nhớ ra, em quên lời hết trơn. Thật lòng ngỡ bên nhau trăm năm, cớ sao mọi chuyện đi quá xa xăm.
Tồn tại giữa cô đơn không em là điều rất khó. Phải chăng đã thương em yêu em quá lâu nên giờ cho nhắn tin nhau. Em đã không cần ăn bên cạnh về sau. Ngày còn ấm yêu thương bên nhau chẳng bao giờ ngờ sẽ có hôm nay. Nhìn giây phút em quay lưng đi thật sự buồn lắm. Trời xanh bóng hôm nay. Quên mà chị ơi. Ừ rồi ok. Thế bây giờ muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào nè? Thì không quá bự con này, không quá ốm. Nói chung là nếu được một người phụ nữ gia đình thì tốt. Ừ. Em có nhậu nhẹt cờ bạc gì không? Nhậu thì có sương sương, lay gai. Lay gai là bao nhiêu lon thì nghỉ? Em năm lon em đi ngủ mất tiêu rồi, ai làm gì làm gì ơi. Rồi có hút thuốc không? Có chơi bài gì không? Trời ơi, hai cái đó không chị ơi. Không luôn hả? Giống như điểm mạnh á. Ừ. Rồi tiếp nào. Rồi cái gì nữa chị? Mẫu người đó, đang chia sẻ với mẫu người nè. Mẫu người hả? Ừ. Thì bây giờ sau nhiều trải nghiệm em kiếm một người phụ nữ mà không cần quá xuất sắc đâu, nhưng mà người ta cái suy nghĩ của người ta có cái gì thấu đáo một chút, giống như biết trên biết dưới nè, tôn trọng mẹ em hoặc còn ai tôi. Nói chung là em thì quan điểm của em thì ba mẹ nào cũng ba mẹ, thì em nếu như có thể đến với nhau thật thì em tôn trọng như nhau thôi. Đó, còn rồi về tuổi tác ngoại hình thì sao? Ngoại hình mình mấy tuổi thì được, lớn hơn tuổi em được không, rồi ly hôn rồi có con được không? Giống như theo mà tuổi tác hợp tuổi hay gì đó hả chị? Thì em muốn bạn gái lớn hơn em hay nhỏ hơn em hay như thế nào? Nói chung là bạn gái nhỏ hơn em đi, để có cái cảm giác mà muốn bảo vệ chứ. Ừ. Muốn che chở mà ly hôn này có con này rồi được không? Không chị ơi, cái đó khó lắm chị ơi. Thì mình cũng một đời vợ rồi. Ly hôn thì cũng được nhưng mà có con thì không được đâu chị ơi. Ừ. Ly hôn mà chưa có con thì mới được. Dạ, chứ có con là mắc mối lắm chị. Rồi ok. Rồi, cảm ơn Thành ha. Hôm nay Thành dành thời gian tham gia phỏng vấn chương trình. Thì hôm nay nó chỉ là buổi casting lần 1 thôi. Thì có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em khi mà mình có đối tượng phù hợp cũng như là được chọn để ghi hình nha. Dạ. Ừ, cảm ơn em nhiều. Chào em. Cảm ơn chị. Ừ, ừ. Đúng. Rồi em thoát đi. Rồi rồi. Tìm được chỗ nào mát để ngồi không? Bây giờ đang chuẩn bị ngồi nè. À rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Mời anh sẽ giới thiệu về bản thân mình trước với em nha. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình ạ. À. Ừ, mình tên đầy đủ là Nguyễn Minh Quang. Nơi ở hiện nay là huyện Gò Quao, Kiên Giang. Công việc hiện tại là giáo viên trung học phổ thông. Giáo viên trung học phổ thông là anh dạy môn gì ạ? Sinh học. À, dạy sinh học. Dạ rồi. Anh là quê bên lộn sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm 1986. À, sinh năm là quê mình ở dưới Kiên Giang luôn hả anh? Đúng rồi, từ nhỏ giờ ở đây. Dạ rồi, à, bây giờ anh Quang sẽ nói về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình trước ha, sau đó là mình sẽ chia sẻ với cái chuyện tình trường. Rồi mời anh ạ. À. Thường thường thì mình thì nhiệt tình trong công tác, thì trong công việc thì hết lòng là thương yêu học trò, còn sống thì tình cảm chân thành, còn cái hạn chế thì thường thường là ít mà chia sẻ những cái nỗi buồn cho ai, tự động biết để xử lý những công việc riêng thôi, còn cái chia sẻ cho người ta thì ít. Rồi vậy thì trước đây là anh đã từng lập gia đình hay là trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Trước đây mình có một người vợ sống với nhau 10 năm, có con hiện nay thì là nó 11 tuổi rồi, ly hôn hơn 3 năm.
Là lý do vì sao mà mình ly hôn ạ? À? Thì chắc coi như chắc hết duyên thì vợ đầu chia tay thì chia tay. Là có do lý do là mình ít quan tâm vợ hay như thế nào không anh? Không quan tâm thì cũng quan tâm bình thường, nhưng mà do cái khúc đó là khi làm từ khi quen từ thời phổ thông cho đến khi cưới, rồi đến sống chung thì không được bao lâu tại vì vợ làm nơi mình làm nơi, thì chắc có thể là từ từ cái tình cảm nó không như xưa. Nghĩ được, có nghĩ là cũng có một phần có thể là khả năng là xa mặt cách lòng. Xa mặt cách lòng. Dạ rồi, bây giờ con của anh là con trai hay con gái ạ? À? Con anh là con trai 11 tuổi. À, là đang ở với mẹ hả? Không, mẹ thì đi làm 2-3 tuần mới về một lần. Mình thì dạy cách nhà vợ khoảng 7 cây. Thì dạy chiều chiều mình sẽ chạy về thăm con ngủ với nó. À, rồi, bây giờ anh Quang sẽ nói về cái hình mẫu mình mong muốn trước nha. Về ngoại hình, tính cách, tuổi tác của cô này ha. Ừ. Thì nếu muốn chọn thì cơ bản là muốn chọn người ngoại hình thì dễ nhìn thôi, cao khoảng từ 1m5 đến 1m55, tại mình cao 1m62. Dạ rồi. Còn cái tính cách thì cơ bản là hiền, biết cư xử và biết chia sẻ, cảm thông với nhau trong cùng cuộc sống, đơn giản không có gì hết. Rồi, cùng hoàn cảnh đã ly hôn thì vẫn được đúng không? Đúng rồi, tại mình từng ly hôn thì mọi người ly hôn không sao. Rồi, còn yêu cầu gì về vùng miền không anh? Khoảng cách này kia, địa lý làm sao? Chắc khoảng cách thì phải yêu cầu, tại vì xa quá không được. Thì anh nói cái khu vực nào đi? Chắc khu vực miền Nam thì được. Miền Nam, miền Tây, chứ không có nhất thiết là phải ở ngay Kiên Giang đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok, còn yêu cầu gì về cô này nữa không anh? Cũng không còn yêu cầu gì lớn đâu chị. Anh có tài lẻ năng khiếu gì không, ca hát rồi được không? Mình là bí thư đoàn trường á thì ca được. À rồi, anh ca thử bản cho nghe luôn đi. Ở đây đang ca. Dạ đúng rồi, ca luôn. Rồi, ca cho nghe nha. Dạ. Trời giá lạnh, một mình lang thang trên hè phố dân, tôi đi tìm ai mà tâm tư chiếu nặng, tôi đi tìm ai mà thầm lặng bước chân mình, tôi đi tìm em người đã ban cho tôi một mối tuyệt tình. Còn nhớ không em đêm nào gặp gỡ, tôi dìu bước em về trời đã đổ mưa. Giờ chỉ mình tôi trên nẻo đường xưa, chẳng tìm được người che chung áo. Mưa ngoài trời lạnh cả không gian, nhưng có lạnh bằng lòng tôi đang giá buốt. Rồi chị. Ok, hay quá, ngọt ngào quá rồi. Ok, hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi anh. Nếu mà mình được chọn cũng như có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo cho anh biết nha. Rồi, cảm ơn chị. Dạ rồi, em chào anh.